Vâng, kính thưa quý vị, một thông tin y tế đang được rất nhiều người dân quan tâm, đó là Việt Nam đã tổng hợp thành công thuốc Favipiravir chống virus SARS-CoV-2 trong quy mô phòng thí nghiệm. Và đơn vị tổng hợp được loại thuốc quan trọng này thì lại chính là Viện Hóa học Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam. Vâng, và cuộc trò chuyện của VTC với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam sau đây sẽ cung cấp thêm cho quý vị những thông tin chi tiết về vấn đề này. Một thông tin mà người dân đang rất là quan tâm đó là Viện Hóa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam vừa tổng hợp thành công trong phòng thí nghiệm Favipiravir là một thuốc mà chống lại virus SARS-CoV-2. Vậy thì ông có thể cho biết là cái việc nghiên cứu của mình đang ở bước nào rồi ạ? Tháng 8 năm 2020 khi dạy dịch bùng phát thì dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn Lâm của Việt Nam thì giáo sư Nguyễn Tuyến, Viện trưởng Viện học đã thành lập một nhóm nghiên cứu là nghiên cứu hiệu quả quy trình tổng hợp Favipiravir để phòng chống COVID-19. Sau 6 tháng thực hiện thì chúng tôi đã hoàn thành cái quy trình tổng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm và trên cơ sở những cái quy trình đã có được công bố trước đó thì nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện và rút ngắn được 4 bước so với quy trình cũ từ những nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm. Không phải là rút ngắn 4 cái bước trên một quy trình có sẵn mà phải thay đổi phương pháp tổng hợp khác. Thì đây là một điểm mới rất là lớn của cái nhiệm vụ khoa học công nghệ này so với những cái công trình đã được công bố trước đó. Và chính vì thay đổi phương pháp tổng hợp khác thì cũng phải là lựa chọn những cái loại nguyên liệu đầu khác thì mới có thể là rút ngắn được cái quy trình như thế này. Favipiravir đang được sử dụng ở những quốc gia nào và các nước đang sử dụng nó như thế nào ạ? Favipiravir là một thuốc kháng virus lần đầu tiên được cấp phép sử dụng tại Nhật Bản năm 2014. Sau đó thì khi bối cảnh đại dịch Covid bùng phát, các nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành sàng lọc, tìm kiếm các cái loại thuốc có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của virus. Và trong số những loại thuốc tìm kiếm được thì đã phát hiện ra là Favipiravir có hiệu quả tốt trên virus SARS-CoV-2. Tháng 2 năm 2020 thì lần đầu tiên là Trung Quốc cấp phép sử dụng chính thức Favipiravir để điều trị COVID-19. Tiếp sau đó thì lần lượt các nước như là Nga, Nhật Bản, Ấn Độ và Ý cũng đã cấp phép sử dụng Favipiravir để điều trị bệnh COVID-19. Favipiravir chống lại virus SARS-CoV-2 với cơ chế ra sao thưa ông? Thì cơ chế tác dụng của nó là ức chế chọn lọc enzyme RNA polymerase, ngăn ngừa sự nhân lên của virus. Cơ chế này thì tương tự như một thuốc kháng virus là tên là Remdesivir đã được Hoa Kỳ cấp phép sử dụng điều trị COVID. Tuy nhiên, ưu điểm của Favipiravir là có thể sử dụng trong đường uống và an toàn với người và động vật. Ông có thể chia sẻ về triển vọng thành công trong cái phát triển thuốc Favipiravir và cái việc mà virus biến chủng như hiện nay thì có ảnh hưởng gì đến cái công tác nghiên cứu của các ông không ạ? Hiện nay thì trên thế giới thì Favipiravir đang được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Thế thì cái hiệu quả của Favipiravir trên các loại biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 cũng cần được nghiên cứu thêm, không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Thế thì trong tương lai nếu như chúng tôi triển khai sản xuất được thì cần phải có đề xuất với Bộ Y tế thực hiện các cái nghiên cứu lâm sàng thử nghiệm trên người Việt Nam, và sau khi đã có dữ liệu lâm sàng thì sẽ có thể tiến hành cấp phép sử dụng cho tại Việt Nam. Việc nghiên cứu thuốc thì chưa bao giờ là dễ dàng, vậy thì ông có thể chia sẻ những khó khăn mà các nhà khoa học Việt Nam gặp phải khi mà tổng hợp thuốc Favipiravir không ạ? Chúng tôi phải tìm kiếm và nghiên cứu và xây dựng một phương pháp tổng hợp mới so với những cái công bố trước đó. Thứ hai là chúng tôi phải tiến hành sàng lọc và lựa chọn những cái loại nguyên liệu khác, bởi vì những nguyên liệu theo những công bố trước đó thì thường có giá thành đắt đỏ. Đấy, thì chúng tôi cần phải tìm những loại nguyên liệu mới rẻ tiền dễ kiếm hơn. Thứ ba là chúng tôi cũng phải thay đổi điều kiện phản ứng để làm sao nó có thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam nóng ẩm, trong không khí có nhiều hơi nước, và cái này nó rất ảnh hưởng đến các cái chất lượng của phản ứng hóa học. Ông có thể chia sẻ thêm về hướng nghiên cứu sắp tới đối với Favipiravir ở Việt Nam ạ? Hiện nay thì kết quả nghiên cứu đang dừng ở cái quy mô phòng thí nghiệm. Thì trong thời gian tới, nhiệm vụ của chúng tôi là phải đặt mục tiêu là nghiên cứu nâng cấp cái quy trình công nghệ này lên những quy mô cao hơn và tiến dần lên những cái điều kiện sản xuất thực tế như là điều kiện bán công nghiệp hay điều kiện công nghiệp. Thì để làm được điều đó thì cần phải thay đổi rất nhiều vấn đề, kể cả là về cả những vấn đề về điều kiện, về thiết kế, về trang thiết bị thì sản xuất phù hợp với những cái quy mô lớn hơn. Thì lúc đấy phải chuyển sang giai đoạn là thử nghiệm
trên người Việt Nam. Cái đấy thì lúc đấy sẽ phải hợp tác với Bộ Y tế để tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân Việt Nam trước khi có thể được cấp phép sử dụng. Đối với cái tình trạng dịch bệnh phức tạp hiện nay thì vẫn phải khẳng định rằng là cái chiến lược vaccine vẫn là chiến lược quan trọng và lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, đưa được một cái loại thuốc điều trị COVID mới ra thị trường như là thuốc Favipiravir sẽ là một cái lựa chọn, thêm một cái lựa chọn cho bác sĩ để điều trị những bệnh nhân COVID, đặc biệt những bệnh nhân có thể trạng nhẹ vừa, thì cái đấy cũng là một cái ý nghĩa rất lớn, giúp giảm gánh nặng điều trị cho tại các bệnh viện. Thứ hai nữa là cũng là nâng cao cái năng lực của cái đội ngũ cán bộ làm khoa học trong lĩnh vực công nghệ hóa dược. Và cuối cùng đó là có thể trong tương lai thì có thể là tiến tới tự chủ được cái nguồn nguyên liệu Favipiravir để đối phó tình trạng dịch bệnh kéo dài phức tạp. Bởi vì như chúng tôi đã thấy thì là hiện nay tất cả các nguyên liệu hóa dược mà Việt Nam sử dụng đều phải nhập khẩu, chưa tự sản xuất trong nước. Vâng, cảm ơn ông ạ.